Hello anh em xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình thì dạo gần đây rất là nhiều anh em đang tham ván mình à, chơi những con game đỏ đen mất rất là nhiều và à, kêu mình nhá hướng dẫn anh em cách vào bờ thông qua những cái con game coi à, như là những con game trả lại Momo này hay những cái con game mini như thế này Ok thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em một trong những cái trò mang tên là chấm fan đây là một con mini game em chỉ cần có ví mô mình có thể tham gia rồi không cần nạp này không cần đăng ký bất cứ một cái gì hết không cần phải liên kết cái gì luôn Ok thì về công thức của nó và cách thức của nó chơi cực kỳ đơn giản trước tiên thì anh em chứ nên test một vài tay thử đi đấy mình đánh một vài tay ví dụ đánh 10 20k đánh test một vài tay thử và mình sẽ áp dụng theo cái thuật bằng cái cách là tính kết quả nhá tính kết quả cho mình đấy thì con này nó sẽ lấy à, mã giao dịch cộng với mã muộn nhá đây hai cái mã này thì nó sẽ ra cho anh em cái mã kết quả đúng không đấy thì uh, khi mà anh em chơi á, thì anh em sẽ test thử một vài tay đầu nếu mà anh em đã có kết quả thắng như này thì bắt đầu mình mới áp dụng được cái thủ thuật này nhá thì mình sẽ tính kết quả bằng cái cách là mình cộng ba số cuối lại và trừ đi cái số ở đầu thì ở đây là ra 642 đấy là nghĩa là ra số 2 đúng không đấy thì mình trừ đi số 4 này đấy thì nghĩa là ra âm 2 đấy âm 2 và nội dung của mình bây giờ đang chơi là bgg1 bgg1 này Đấy. thì ra âm 2 nghĩa ra số 2 thì nó lại ra tiếp tục cho mình là nội dung BG1. Đấy. Thì lần này anh em sẽ quất cho mình tiếp tục cái con BG1 này. Đấy, anh em sẽ đánh. Đấy. Thì bây giờ anh em cũng có thể đánh ít đôi cái số tiền mà mình phải chơi lên hoặc là mình chơi đánh tiếp tục là cái số tiền mà anh em đánh nhá. Ở đây thì bây giờ nói chung là à, mình cũng mới cho cái thủ thuật này vài lần thôi Đấy nó cũng có cái tỷ lệ may rủi khác nhau nhá Chứ không phải là lúc nào anh em chơi cũng được đâu Đấy thì bây giờ mình sẽ test thử cái nội dung BG1 này à, Thử coi là như thế nào này Đấy ok nhé, thì bây giờ mình sẽ cần copy một trong những cái số điện thoại đây à, sau khi em copy xong rồi thì mình sẽ vào trực tiếp cái con Momo của mình luôn thế mình test thử cái nội dung BG1 nhé sau khi mà mình vào trực tiếp con Momo của mình thì mình sẽ vào cái mục chuyển này ở đây thì anh em sẽ dán cho mình cái số điện thoại vào đây đấy và mình điền nội dung BG1 và cái số tiền em cần chơi nhé thì ở đây mình sẽ test thử cho anh em là từ 10k thôi ok nhá sau khi mà mình đã điền nội dung này BG1 này đấy thì tiếp tục mình điền số tiền 10k thì sau khi em đã xác nhận đúng nội dung và đúng số tiền anh em cần chơi rồi thì anh em sẽ tiếp tục một cái mục chuyện này cho mình Đấy để coi là cái mã cái mã trả thưởng cũng như là cái mã giao dịch nó như thế nào nhá rồi, sau khi tới cái bước tiếp theo thì anh em sẽ thấy cho mình là cái mã này cái mã tham chiếu thì cái đuôi này của mình là đuôi 522 đấy nếu mà trong trường hợp mà anh em không ưng cái đuôi 52 này thì mình có thể hoàn tác lại còn nếu mà mình đã ưng rồi thì anh em sẽ tiếp tục một cái bước xác nhận để mình chuyển để mình lấy cái mã này đấy nha coi như thế nào anh em nhá rồi, ok sau khi mà mình đã chuyển xong thì đây đuôi của mình đuôi 522 à Ok thì đuôi 52 này thì bây giờ mình sẽ ấn trực tiếp vào cái đuôi 52 này để mình kiểm tra coi là chi tiết là này nó có đúng cái cái lời mà cái thủ thuật mà mình vừa mới áp dụng không đấy thì mình cũng mới học được cái thủ thuật này và mình đã chơi vài ngày gần đây nhá đấy mình thấy nó khá là ok mình chơi 10 tay đâu đó có được 7-8 tay rồi đấy ok thì bây giờ mình sẽ copy để mình kiểm tra coi như thế nào này sau khi có bị xong thì anh em sẽ dán trực tiếp nó vào đây đấy thì hiện tại mình chưa thấy con Momo thông báo về cho mình thì khả năng cái ván này mình mất rồi anh em ạ đấy thì như mình dự đoán cái ván này là một cái ván mất này đấy tiếp tục bây giờ mình sẽ tính này à, 467 này thì 7 trừ đi 4 là còn 3 đúng không mọi người đấy Ok 7 trừ 4 còn 3 thì tiếp tục mình lại uh, ra cái nội dung này đấy thì uh, khả năng đấy thì anh em trừ cái kiểu vậy thì uh, chắc chắn là nó lại ra nội dung này rồi đấy khó mà để nó ra nội dung xe vào một cho mình nắm nhá đấy thì cái thủ thuật này hình như là anh em chỉ áp dụng được trên cái trò chẳng lẽ thôi mọi người Đấy thì mình đã tính sai cái bước này rồi Đấy thì hiện tại nhá Mình chỉ áp dụng trên cái trò chẳng lẽ thôi Bây giờ mình sẽ test thử lại cái trò chẳng lẽ nó như thế nào à, Đây 7 trừ 4 còn 3 3 có nghĩa là ra nội dung CK1 này Ok thì bây giờ mình sẽ chuyển qua mình đánh chẳng lẽ và mình sẽ đánh nội dung CK1 nhá Đấy hồi nãy mình nhầm một chút nha mọi người Lưu ý nhá Đấy thì bây giờ mình sẽ check qua nội dung CK1 này đánh thử con CK1 là người căng như thế nào Ok nhá thì sau khi mình đã chuyển thành công nội dung CK1 thì ở đây mã giao dịch của mình là đuôi 251 nha okay. mọi người Ok thì bây giờ mình sẽ copy cái đuôi 251 này và mình sẽ kiểm tra ở trong web kia coi là được hay là mất nhá Đấy nếu mà trong trường hợp ván này mình mất đi thì mình sẽ gấp đôi lên Đấy tiếp tục là mình đánh nội dung như thế này và mình gấp đôi lên nhá Ok để mình kiểm tra coi như thế nào này Ok thì hiện tại mình đã thấy thông báo Momo của mình nó đã về rồi thì chắc chắn là cái ván này mình đã được rồi Đấy thì đối với nội dung CK1 này mã giao dịch này đấy mã mô mô ẩn này và ra kết quả cho mình đấy thì khi mà anh em áp dụng cái thủ thuật mà tính ba số cuối và số đầu ấy, thì mình chỉ áp dụng được cho cái trò chơi là à, chẳng lẽ nha mọi người cái trò tài xỉu thì nó không áp dụng được cái thủ thuật này rồi đấy thì lưu ý cho mình một chút là như vậy nhá ok thì để mình coi là nó đã trả thưởng cho mình về chân này ok nha mọi người thì mình đã nhận thành công là 19 k từ cái đuôi hai bảy năm này à hai năm một này đấy ok nhá thì mình đã nhận thành công chỉ trong vòng là 10 giây thôi đấy nó khá là nhanh như vậy thôi Đấy thì khi anh chơi ấy, thì mình nên áp dụng cái thủ thuật của mình Ok thì bây giờ mình sẽ test thử tiếp một tay tiếp theo coi như thế nào anh em nhé Thì quay trở lại này thì anh em có thể thấy qua Thì bây giờ mình đã tiếp tục tính tiếp cái thủ thuật tiếp theo này Thì nó ra đuôi cho mình là đuôi 071 đúng không Đấy thì mình sẽ trừ cho số 4 Nghĩa là nó ra số 4 này Ra số 4 nội dung là TH đúng không mọi người Đấy À, số 4 là TH này Ok thì bây giờ mình sẽ copy số thoại mới và mình sẽ chơi nội dung là TH1 nhá coi như thế nào anh em nhá đấy Ok thì bây giờ mình sẽ vào trực tiếp con mô, mô mình luôn Ok nhá sau khi mà mình đã chuyển xong này thì anh em có thể thấy qua TH1 nhá nội dung à, 10k đấy thì ở đây à, mã giao dịch của mình ra đuôi 164 anh em ạ thì đối với cái đuôi 164 này thì bây giờ mình sẽ ấn vào đây mình kiểm tra và mình sẽ check coi như thế nào Ok, sau khi mà mình copy xong này thì anh em sẽ dán trực tiếp nó vào đây. Đấy, mình sẽ nó cái một kiểm tra. Đấy, thì tiếp tục này, anh em thấy thấy không? Đấy, là một cái tài thắng không? Anh em thấy không? Tỷ lệ thắng cực kỳ là cao khi anh em áp dụng theo thủ thuật của mình. Đấy. Thì bây giờ anh em lại tiếp tục anh em tính. Đấy, thì 882 là anh em lại trừ đi cho 4 và anh em tiếp tục anh em đánh. Đấy. Thì mình có thể chơi đều đều là 10k nếu mà vốn anh em nhỏ, còn nếu mà vốn anh em to thì anh em có thể gấp lên. Ok nhá. Thì cái thủ thuật này khá là đơn giản thôi. Đấy thì link con web này mình sẽ để ở phần mô tả dưới video. Con web này trả thưởng cực kỳ nhanh luôn. Anh em có thể xem xét qua. Ok thì về con mà fan này thì nói chung là mình cũng không có cái gì để mà chê nó cả Đấy tốc độ trả thử nhanh này Chơi nhanh gọn uy tín và cái mã màu ấn này là một cái một trong những cái trang web Nó lấy trên trang web random.org thì là một trong những cái trang web rất là uy tín rồi Ok nhá thì video của mình sẽ tạm dừng tại đây Thì hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của mình Ở video sau mình sẽ mang đến cho anh em một trong những cái thuật mới hơn Về con tài xỉu nhá Ok bye bye anh em